thế mày lên mạng mày nói muốn đến nỗi kia, mày nói xoay mày nói thẳng mẹ ăn mặt đi. Mày tao thích ba nhau mày đấy. Mày bình luận dối gọi mày vào đây tao gọi cho mày cũng việc. Còn bên tao là yên ổn làm ăn được, nhưng mà nhiều khi thấy mày vào mày nói mấy giọng tao thấy ngứa tai quá bùng dừa. Tao thật đêm nay tao chỉ đích thân mày luôn đấy. Tao thích ba nhau mày xét đấy. Mày bình nếu như mày xem được video của tao ấy, mày bình luận lên tao mày gặp nhau cũng tin việc nhờ. Ok chưa? Anh em chia sẻ biết nick thật cùng Dương dùng nick nào bình luận lên hộ mình nhá. Tao với mày này, công việc của tao về tao bận lên mạng kéo view cho anh em xây dựng một viên để làm TikTok nhá. Tao với mày nhá, bố mày va chạm thật sự luôn đấy nhá. Anh em làm việc với tôi nhắn tin trực tiếp.